Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu sao cạc của Golang, đó là Rubis 22. Thì ở bên ngoài thì đại khái nó sẽ là như thế này. Thì trong thùng thì Rubis 22 nó sẽ tặng cho các bạn một cái dây computer, USB computer. Thì đây là cái Golang Rubis 2x2. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào những cái line in vào. Đây là lỗ tai nghe, chỉnh được cái âm lượng của tai nghe luôn. Đây là volume tổng, volume out tổng. Còn đây là cái này để cho dễ chỉnh cái volume bên trái, bên phải, left trái. Nói chung là để chỉnh cho hai cái line. Ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn hai cái line, nhất là line 6 ly và line Canon. Thì ở phía sau thì ở đây nó có hai cần gạt. Một là các bạn sử dụng cái, nếu chúng ta gạt ở đây thì chúng ta sử dụng nguồn bằng cái USB computer nó đã tặng kèm trong thùng. Còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái DC, tức là nguồn ở ngoài, thì chúng ta gạt ở đây để chúng ta sử dụng nguồn. Đa phần là mình thấy các bạn sẽ sử dụng cái nguồn này nhiều nhất. Đây thì nó sẽ có hai cái MIDI in và MIDI out. Ở đây chúng ta có các kênh up này, stereo, mono, để chúng ta có thể gộp hai cái line thành một, hoặc là chúng ta đưa về stereo. Đấy. Ở đây là cái line out dành cho 6 ly. Out này để chúng ta out qua những cái loa để chúng ta kiểm âm ấy. Thì là khái nói chung là này là 2x2, nên là những cái chi tiết và những cái đường line in out nó chỉ hạn chế thôi các bạn. Nó không có out nhiều. Nếu các bạn còn muốn out nhiều thì chúng ta có những cái Rubis 2x4 hoặc là 4x4 của Golang. Cái này cầm rất chắc tay các bạn, rất là nặng. Thì với sản phẩm này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn các hệ điều hành như là Mac, Windows và iPad, Windows từ Windows 7. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng Windows 10. Windows 10 thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn, chúng ta cài driver nó sẽ ít phức tạp hơn. Thì đây là clip đầu tiên để mình mở thùng cho các bạn xem cái sản phẩm này như thế nào và nó sẽ tặng kèm những cái gì ở trong cái sản phẩm Golang Rubis 22 này. Nếu các bạn nào có nhu cầu mà muốn tham khảo hoặc muốn mua sản phẩm thì các bạn cứ click xuống bình luận, mình có để cái đường link ở dưới đó để cho các bạn tham khảo. Thì ở clip sau thì mình sẽ test cho các bạn những cái line in và line out vào để cho các bạn thấy được cái nguồn âm thanh mà nó lấy vào và nó xuất ra nó có tốt không, nghe nó có đầy đầy đặn không nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.